Kính chào bà con và các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với bà con và các bạn có 8 vị Phật bản mệnh là ai, ý nghĩa Phật bản mệnh của 12 con giáp. Từ xa xưa, theo quan niệm của phong thủy Đông Phương, thì mỗi con người khi sinh ra ở cõi trần gian đều phải tuân theo quy luật của vũ trụ về ngũ hành và âm dương. Mỗi một người sinh ra sẽ cầm tinh một con giáp khác nhau và điều này sẽ không thay đổi cho đến suốt cuộc đời. Với mỗi một con giáp gắn với tuổi âm lịch của con người khi sinh ra sẽ được một vị bản mệnh phù hộ, giúp chúng ta luôn cảm thấy bình an, vui vẻ và may mắn. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Phật bản mệnh là gì và ý nghĩa Phật bản mệnh của 12 con giáp. Phật bản mệnh là gì? Phật bản mệnh còn được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như Phật hộ thân, Phật bản tôn hộ mệnh và 8 vị Phật chủ tôn phù hộ cho 12 con giáp. Mỗi người cầm tinh con giáp khác nhau sẽ tương ứng với một vị Phật bản mệnh khác nhau. Chính vì vậy, tất cả chúng ta khi được sinh ra, ai cũng luôn có một vị Phật bản mệnh, riêng luôn che chở và phù hộ độ trì. Vốn dĩ, tên gọi Phật bản tôn hộ mệnh được ra đời mang ý nghĩa một vị Phật luôn bảo hộ, chở che, hộ cho cuộc sống của chúng ta. Dưới sự phù trợ của Phật bản mệnh, mỗi con người trên cõi trần thế sẽ luôn được bình an, may mắn và hạnh phúc. Nguồn gốc của Phật bản mệnh 12 con giáp tương truyền rằng trong cuốn sách Phật học mang tên Xin tạm dịch Quát Nguyễn Châu Lâm có kể lại rằng bên ngoài cõi Diêm Phù Đề, bên trong bốn biển có 12 loài thú được Bồ Tát giáo hóa. Khi cõi người mới sinh ra, Bồ Tát dặn những loài thú này hóa thân theo linh hồn và bảo vệ các nhóm người khác nhau dựa vào năm tuổi ứng với 12 con giáp. 12 con giáp này được nhà Phật giáo cho 8 vị Phật độ mệnh, mang tới lòng từ bi và chính niệm của Phật giáo cho mỗi con giáp. Phật bản mệnh có tất cả 8 vị chính là: thứ nhất, Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát. Thứ hai, Phật Hư Không Tạng Bồ Tát. Thứ ba, Phật Văn Thù Bồ Tát. Thứ tư, Phật Bổ Hiền Bồ Tát. Thứ năm, Phật Đại Thế Chí Bồ Tát. Thứ sáu, Phật Như Lai Đại Nhật. Thứ bảy, Phật Bất Động Minh Vương. Thứ tám, Đức Phật A Di Đà. Bạn cũng có thể hiểu rằng mỗi người trong số chúng ta đều ứng một trong 12 con giáp, nên sẽ luôn luôn được 8 vị Phật bản mệnh theo dõi và che chở, phù hộ độ trì trong suốt cuộc hành trình từ cõi trần gian này. Ý nghĩa Phật bản mệnh của 12 con giáp, bạn đã biết về những ý nghĩa tác dụng không thể ngờ khi đeo Phật bản mệnh trên người như một món trang sức phong thủy hay chưa? Để tìm hiểu phần này, để biết được bản mệnh mình hợp với vị Phật nào, bản mệnh nào, bạn nhé. Phật bản mệnh tuổi Mão, Phật Văn Thù Bồ Tát là một trong tứ Bồ Tát và cũng là vị Phật bản mệnh phù trợ cho người cầm tinh con mèo. Ngài còn có tên khác gọi là Diệu Đức, cùng với Phổ Hiền Bồ Tát và Phật Thích Ca được tôn sùng là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Hình tượng của Ngài được dân gian khắc họa lại là một vị thái tử trẻ trung, tọa tông tứ thế kiết già trên một chiếc bồ đoàn hoa sen, biểu tượng để các Phật tử dễ dàng nhận biết. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chính là một thanh gươm bốc lửa trên bàn tay phải của Ngài. Người tuổi Mão được bản mệnh Văn Thù Bồ Tát phù hộ giúp cuộc sống trở nên thuận buồm xuôi gió hơn. Bạn nên mang theo bên mình một món trang sức phong thủy có hình tượng của Phật Văn Thù Bồ Tát, chẳng hạn như một chiếc dây chuyền
Bản mệnh cùng với đó là tâm luôn hướng thiện để mang lại nhiều phúc lộc, may mắn và sự nghiệp thăng tiến tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy hay, đăng ký vào để xem nhiều video mới lạ nhất. Bye!